Hello các bạn đã trở lại vlog Thắng miền Tây. Bữa nay giật cua hồng tháng 7 nè các bạn ơi. Cho các bạn xem giật cua hồng tháng 7 nha. Gồm có giấy vàng bạc với bánh với ổi với mía cáp ổi rồi các bạn. Ơi, chú mắt quay phim. Quá trời khán giả các bạn. Quá vui. Ủa mày không có giật đồ ăn này luôn đó hả? Tuổi đâu rồi luôn. Mấy người đi đâu vậy Thắng? Đi chợ. Ra đợi nguyên cúng. Còn hồng tháng 7 nè các bạn ơi, đây nè. Đây, tiền nè các bạn, quá nhiều luôn. Các bạn giúp ủng hộ mình nha. Đây, khán giả đây nhóc các bạn. Đây, vui cho các bạn. Chia sẻ cho các bạn xem cái cảnh này nha. Đây, chiếu gần coi. Đây, đó, đủ hết gà rồi, bánh trái rồi, ý rồi, chôm chôm tiền này các bạn. Tiền mà sao quá nhiều luôn. Đây nè các bạn. Đây. Đứa nào hên 10 ngàn. Đứa nào hên 10 ngàn, ô, vô luôn. Khán giả đầy nhóc. Đây. Rồi xin đây, xin lộc, xin tài đặng thấy đây con có tài con lộc nhiều may mắn sống trên đường đời. Đây. Bị lần nhẹn vô. Mình nhí à té giờ đó con. Từ từ. Vô lại chuẩn bị nha. Đi luôn hả? Đừng có hết, dục từ từ á. Từ từ thôi. Té. Dục mía nữa. Bỏ mía ra. Ôi, quá vui, quá vui. Mía nữa. Bỏ mía ra. Mía đại đi, dục đại đi. Quá vui. Quá vui. Không ăn nữa. Bao gì đâu con.